Trời ơi, xem nào cái mặt này. Ui giời ơi. Thì anh làm cái gì lên tôi để chị em choảng cho veo hết cả mồm lên như thế này là thế nào? Cái gì đấy? Chú nói cái gì đấy hả? Em chả nói cái gì cả. Chị nhìn đi, chị xem lại cái bản thân chị đi. Anh làm gì lên tôi mà chị đấm anh vỡ hết cả mồm. À không, vỡ hết cả mồm. Chú veo hết cả lên đây kia. Mình... Chị nhìn đi. Oh my. Nghe đi chưa? Không phải thế thì là như thế nào? Ôi. Chú đã không biết cái gì nhá. Thì ngồi xuống vảnh tay lên, tôi nói cho mà nghe. Từ ngày mà tôi làm lẽ anh Thỉ nhà tôi cho đến bây giờ nhá, vợ chồng tôi mới chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay 4-5 lần gì đấy thôi. Thế thôi á? Bốn lấy cái lần này ấy, nó cũng từ cái hồi mà hai đứa tôi mới yêu nhau cơ.